Chấm dứt 3 năm bạo loạn, chính phủ Ai Cập đã nỗ lực vực dậy ngành du lịch trong nước, nhưng với tay tiếng vẫn còn đọng lại cùng với lo ngại về vấn đề an ninh ở Trung Đông, con đường đưa du lịch Ai Cập trở lại với thời hoàng kim xem ra vẫn còn lắm gian nan. Aswan, địa điểm du lịch từng rất nổi tiếng với những di tích hùng vĩ, giờ đây lại không có lấy một bóng người đến tham quan, mà thay vào đó là hàng chục con tàu đang giữ neo chở khách. Bên bờ sông Ninh, người lao động và những thợ làm thuyền than thở về những tác động mà giai đoạn bất ổn đã gây ra cho họ. Cuộc sống quá khó khăn. Thủy thủ Salim Mohammed không thể tiếp tục bám trụ lại Aswan mà phải chuyển đi một nơi khác để tìm kế sinh nhai. Ông nhớ lại cuộc sống của mình trước khi ông rời Aswan chuyển đến Cairo. Tôi đã làm việc trong ngành du lịch 15-16 năm. Ngành này đã từng rất tốt. Chúng tôi chở khách du lịch trên những con thuyền, hướng đến những hòn đảo và các đền thờ. Cuộc sống thật dễ chịu với thu nhập ổn định. Tôi có thể nuôi con và lo bữa ăn cho chúng hàng ngày. Nhưng bây giờ, tất cả con thuyền đều nằm chờ du khách và không có lấy một người nước ngoài nào. Đứng nhìn dòng sông, ông Mohammed hy vọng khách du lịch sẽ sớm trở lại đây như trước. Đất nước Ai Cập của chúng tôi thật xinh đẹp và mọi người đến đây đều nói rằng Ai Cập thật xinh đẹp. Du khách cảm thấy an toàn, họ có thể để túi sách và tiền bạc rồi đi tham quan ngắm cảnh mà không lo bị mất đồ. Không chỉ riêng cuộc sống của các thủy thủ mà những người đóng thuyền cũng đã bị ảnh hưởng bởi suy thoái. Trước khi xảy ra bất ổn chính trị, mọi thứ đều tốt hơn nhiều so với bây giờ. Sau cuộc chiến, cuộc sống yên bình đã trở lại, nhưng ngành du lịch không thể quay trở lại và du khách cũng không quay trở lại. Không ai còn thích đi thuyền nữa. Cũng như ông Rashad, ông Osman Fathi nói rằng ông thừa hưởng nghề đóng tàu từ tổ tiên và đang cố gắng truyền lại cho con của mình. Ông hy vọng việc kinh doanh có thể tốt đẹp như trước đây. Sau khi chạm đỉnh 12,5 tỷ đô la mỗi năm, doanh thu của du lịch Ai Cập sụt giảm chỉ còn một nửa vào năm 2013 khi bất ổn chính trị xảy ra nhằm lật đổ chính quyền của ông Mohamed Morsi. Mặc dù du khách đã dần quay lại trong những năm gần đây, đặc biệt là từ những nước Ả Rập, nhưng tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông lại gây ra mối đe dọa khác cho ngành. Sự phát triển nhanh chóng của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, một nhóm được coi là khắc nghiệt và tàn bạo hơn so với Al-Qaeda, đã làm cho các chính phủ trong khu vực lo ngại, bao gồm cả Ai Cập, vốn là đồng minh thân cận của Mỹ. Vào năm 2010, lượng du khách đến Ai Cập là 14,7 triệu lượt khách, nhưng đến năm 2011, con số này giảm xuống còn 9,8 triệu lượt. Sang năm 2012, lượng khách có tăng lên 11,5 triệu, nhưng rồi lại giảm còn 9,5 triệu lượt trong năm 2013. Hồi tháng 9, Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Hisham Zazu nói rằng ông hy vọng lượng du khách sẽ tăng 10% trong năm nay và hồi phục trở lại như trước đây. Với những cải cách liên tục trong chính sách đầu tư, thể hiện sự cởi mở, minh bạch hơn của chính quyền tân tổng thống Al-Sisi kể từ cuối tháng 5 tới này, ngành công nghiệp không khói của Ai Cập đang trên đà hồi phục nhanh chóng. Nhưng với nhiều yếu tố khách quan, Ai Cập vẫn còn cần thêm thời gian để hồi phục.